Ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở ban ngành địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi ghi nhận số ca tăng cao trong một tháng trở lại đây. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.160 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1.200 ca so với cùng kỳ năm 2023. Riêng một tháng trở lại đây, ghi nhận gần 1.000 ca. Một số địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao so với cùng kỳ năm 2023, như Bảo Lộc với 702 ca, tăng 643 ca, Di Linh 511 ca, tăng 239 ca, Lâm Hà 248 ca, tăng 191 ca, Đơn Dương 187 ca, tăng 157 ca. Ủy ban Nhân dân tỉnh dự báo trong thời gian tới, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp làm tăng nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, kèm theo tăng nguy cơ chuyển bệnh nặng, tử vong nếu không được phát hiện, xử trí và điều trị kịp thời. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao ngành y tế chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, đánh giá tình hình, dự báo diễn biến sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, chủ động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các đơn vị địa phương, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 7 năm 2024 và phối hợp với sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, triển khai có hiệu quả quyết liệt diệt lăng quăng, bò gậy, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lan rộng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết, theo dõi chuyển biến kịp thời, bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, tử vong, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, đáp ứng công tác phòng chống dịch và thu dung điều trị bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị ngành y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết phù hợp, hiệu quả đối với khu vực trồng rau nuôi tầm. Riêng đối với các địa phương triển khai quyết liệt các phương án xử lý ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.